Mặc dù không được cấp phép hoạt động giáo dục tiểu học, thế nhưng hàng ngày hàng trăm học sinh tiểu học vẫn học tập, sinh hoạt tại ngôi trường này. Vào vai một phụ huynh có nhu cầu tìm trường học cho con, phóng viên báo điện tử Tầm Nhìn đã được nghe và chứng kiến hoạt động công khai giáo dục tiểu học tại tòa nhà Goldmark 136 Hồ Tùng Mậu, nơi mà được giới thiệu là cơ sở 2 của trường liên cấp Newton. Đầu tiên, chúng tôi tiếp cận với một lái xe của trường. Lái xe này xác nhận điểm trường Newton tại Goldmark 136 Hồ Tùng Mậu vẫn đang hoạt động giáo dục tiểu học, và chính lái xe này đang hàng ngày đưa đón các cháu học sinh tiểu học tại đây. Tiếp đến, nhiều phụ huynh chờ đón con tại cổng trường cũng xác nhận với chúng tôi rằng con em họ vẫn đang học ở đây và trường này là trường liên cấp. Em đón mấy cháu cơ? Các cháu học lớp 1. Chị một bé lớp 2, một bé lớp 1. Cấp 1, cấp 2, cấp 3. Bên này là liên cấp luôn. Bạn ấy học lớp 1 ạ. Cũng theo các hồ sơ, tài liệu mà phóng viên có được thì tại kết luận số 5851 KLTTTP P5 của Thanh tra thành phố Hà Nội ký ngày 30 tháng 11 năm 2018 thể hiện trường tiểu học Isaac Newton hoạt động giáo dục trên lô đất TH2, khu đô thị Cổ Nhuế. Kết luận thanh tra này cũng thể hiện năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ra quyết định cho phép chuyển đổi địa điểm hoạt động và giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Newton là 225 học sinh trên 5 lớp, địa chỉ học tại tòa nhà Goldmark 136 Hồ Tùng Mậu. Điều này cho thấy không có trường tiểu học hay cơ sở tiểu học nào được cấp phép hoạt động tại Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu. Tiếp đến, tại biên bản họp phụ huynh hồi đầu năm học mới đây, phụ huynh học sinh tiểu học đã nêu câu hỏi yêu cầu xác nhận số học sinh từng cấp dành cho hệ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong năm học 2019-2020 là bao nhiêu. Hiện mỗi khối có bao lớp, mỗi lớp có bao bạn, có đúng với quyết định được duyệt không? Theo ý kiến phụ huynh, qua kiểm tra tại website thông tin tuyển sinh đầu cấp thì được ghi nguyện vọng vào nhập học và phần tuyển sinh về trường tiểu học khác không phải trường tiểu học Isaac Newton, cơ sở Goldmark, trường tiểu học Newton, cơ sở 2 Goldmark, nơi phụ huynh hoàn tất thủ tục đăng ký và đã nộp học phí cả năm. Cũng theo đó, phụ huynh đã gửi thư điện tử tới Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm để hỏi về pháp lý của trường tiểu học Newton, cơ sở 2 Goldmark và được trả lời trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm chỉ có trường tiểu học Isaac Newton tại lô đất TH2, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, không có cơ sở 2 ở khu đô thị Goldmark Hồ Tùng Mậu. Vậy câu hỏi đặt ra là hoạt động giáo dục tiểu học tại Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu đang diễn ra thời gian qua là của trường tiểu học nào, có được cấp phép hoạt động hay không? Nếu không phép, sẽ được Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Từ Liêm xử lý ra sao?